giờ là 18:30 ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ở đây là công viên hành lễ của Hữu Một Bình Dương. Công viên hành lễ bây giờ đổi tên lại là công viên Hữu Một. Hiện nay ở đây đang diễn ra cái lễ hội tuần lễ văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại và hội chợ nông sản OCOP. Bây giờ đi bắt đầu tiến như trong quay cho các bạn coi nha. Mới vô là gặp anh thầy. Anh thầy bán món rất là vui. Bước vô cửa là ở bên tay trái là du lịch xanh Vĩnh Ký. Như hồi tháng 8, tháng 9 gì cũng có tổ chức lễ hội ẩm thực lần. Cái chỗ này cũng là du lịch xanh Vĩnh Ký luôn nè. Ở ngay trung tâm là cái sân khấu của lễ hội, chuẩn bị làm lễ khai mạc. Thư viện tỉnh Bình Dương. Sân khấu chính của lễ hội này. Giò heo chiên giòn kiểu Đức 395.000 đồng cái. Dình khí, hủ tiếu, xào hải sản 140.000. Mì xào hải sản 140.000. Khoai tây chiên. Bò lúc lắc 185.000. Chả giò hải sản 35.000 cuốn. Chả mực Vĩnh Ký 155.000 dĩa. Chả cá hát lát 175. Và gà tre nướng kiểu Tây Bắc 295. Hay cái này mới đặc sản của Vĩnh Ký nè, sâu chiên phong nè 120.000. Gà tê đập lô kiểu Vĩnh Ký 375.000 đồng con. Thương mại và hỗ trợ sản phẩm tỉnh Bình Dương năm 2023. Xin trân trọng kính mời quý vị đại diện các hội khách quý cùng di chuyển đến khu vực sân khấu bộ đình chờ ngồi. Cho phép chúng em cái sâu chiên phồng này. Cái này là đặc sản của Vĩnh Ký nha. Cục sâu mà ta chiên riết nó phồng lên vậy đó. Chỉ cần em nhớ một điều là
làm gì, ăn cho quên đời. Anh đây không quan tâm bề ngoài, ăn đi anh ơi, cứ ăn đi lo lắng lắm. Đi được không? Chị nhắn Tâm Nguyên, công ty Tết Nguyên Phương phải sản xuất chiếc xà lan nha. Tại vì mấy bữa nay em làm cho cái ảnh
tiếng Anh nhiều vậy? Chủ yếu chỉ sản phẩm của cô giáo. Mời cầu ca xã An Long, huyện Vũ Giáo, tỉnh Bình Dương. Không cho cái gì mà thôi mà cái dầu thiếu ha. Ủi thanh kiên, các ủi lá của quà cô giáo, sản phẩm ô cốp nè các bạn. Anh nhờ anh từ đây luôn. Chị Giang Bảo. Ốc Cần Ai sẽ làm gần. Anh Tiến ơi. Dạ, Ốc Cần Ai Phan Đình. Xin chào, dưa lưới nè. Dưa lưới. Thấy cục chủ bán dưa lưới rất là xinh mà rất là vui luôn. Cái nào? Cái nào?
luôn. Ngũ cốc nè, đen, tổ yến đồ đầy đủ nè chú. Công ty trách nhiệm hữu hạn tiệm vàng ở Phước. Mà cái mặt hàng kinh doanh là dưa leo. Ý là ổng kiểu ổng làm thêm này á, ổng vô góp á. Rồi sản phẩm này của ổng là ổng trồng ổng làm á. Cái này là dưa leo rừng nha. Ừ. Dưa leo mà rừng chứ không phải. Không phải là dưa leo mình nụ đây. Giống cái chùa đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trưng. Dạ, hiện tại thì anh Trầm đang có mặt tại lễ khai mạc văn hóa ẩm thực lễ hội và du lịch tỉnh Bình Dương năm 2023. Và bây giờ Trầm đang có mặt tại gian hàng Tàu Hũ Tươi Ngân Hưng. Do anh Hà làm chủ tịch hội đồng quản trị. Anh Hà trước đây thì cũng làm tại tập đoàn Kim Anh Group. Và hiện tại thì anh đang mở sản phẩm Tàu Hũ Tươi Ngân Hưng này. Trầm đã thưởng thức một hũ tàu hũ tươi rất là ngon quý vị ạ. Ở đây thì khi mà ăn ấy thì mọi người có thể cảm thấy được là mùi vị rất là thanh, ngọt, mát. Và đến giờ này thì có thể thấy được rằng là rất nhiều những cái sản phẩm như thế này được mời miễn phí. Xin mời tất cả mọi người tới đây cùng thưởng thức. Và chắc chắn rằng khi mà thưởng thức thì mọi người sẽ có cảm nhận giống Trầm nhé. Xin mời. Đến đây là kết thúc. Và bây giờ ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo.